ngày 31 tháng 12, Thánh Sylvester thứ nhất Giáo Hoàng, mất năm 335. Thánh Sylvester kế vị Thánh Mithridates làm Giáo Hoàng năm 314, sau khi Constantino đã trả tự do cho các Kitô giáo bằng sắc lệnh Milano ít lâu. Có lẽ chính Ngài đã rửa tội cho Constantino và đã chữa cho ông khỏi bệnh cùi, và nhà vua đã dâng cho Đức Sylvester công trường Laterano. Cả một khối truyền thuyết cho Ngài là một thầy thuốc, một thần học, một luật gia, nhưng có lẽ Ngài đã không phải như vậy. Điều chắc chắn là Ngài cai quản giáo hội dưới thời vua Constantino và đã góp phần cho việc xây dựng những đại thánh đường. Cũng vào thời Ngài, cuộc ly khai của phái Donato và sự sai lầm của phái Ario đã gây nên nhiều tai họa lớn cho giáo hội. Cộng đồng Nice năm 325 dưới thời Ngài đã chặn đứng những tai họa ấy. Ngài qua đời ngày 31 tháng 12 năm 335 và được mai táng tại nghĩa trang Discipla, đường Salari,